Thưa quý vị, thưa các bạn, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, những năm gần đây, nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã được các đơn vị chức năng tích cực tổ chức. Các chương trình được xem là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng tại khu vực nông thôn, nơi có rất nhiều tiềm năng cho hàng Việt. Chiếm gần 2/3 dân số cả nước nên thị trường nông thôn rất rộng lớn đối với doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng tiêu dùng. Đã có nhiều nhà sản xuất, nhiều thương hiệu nhờ biết cách khai thác thị trường nông thôn nên phát triển tốt dù áp lực cạnh tranh với hàng ngoại là rất lớn. Thị trường bán lẻ Việt Nam, nhất là tại các vùng nông thôn được đánh giá là phát triển khá mạnh trong những năm gần đây khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội có mức tăng trưởng nhanh. Hiện nay, hàng Việt đã chiếm hơn 90% số lượng sản phẩm được bày bán tại chợ nông thôn, tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng, lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ gia dụng. Phát triển thị trường nông thôn, nhiều doanh nghiệp đã đặt mục tiêu chinh phục thị trường ngay từ khi thành lập. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quy Phúc, một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm đồ nhựa gia dụng và inox nhựa, đã xem việc phát triển thị trường nội địa, thị trường nông thôn là cách xây dựng khẳng định thương hiệu một cách nhanh nhất. Không chỉ chú trọng thị trường các thành phố lớn, doanh nghiệp còn đặc biệt coi trọng thị trường nông thôn và khu vực vùng sâu, vùng xa. Từ khi có cái chương trình hàng Việt về nông thôn, với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, người dân ở khu vực nông thôn rất là hào hứng và tin yêu cái sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất nhiều hơn. Tại các điểm bán hàng của chúng tôi, nhiều người đến tìm hiểu sản phẩm rồi mua về dùng. Đa số người dân khi được hỏi và có chung nhận xét, bây giờ hàng Việt Nam có chất lượng rất là tốt và giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền của mình nên cũng dễ mua và sử dụng. Đối với Quy Phúc của chúng tôi, tham gia bán hàng ở khu vực nông thôn không phải chỉ vì doanh số, mà điều quan trọng là chúng tôi nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người dân để xây dựng mạng lưới phân phối, phát triển thị phần tại khu vực nông thôn. Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, nhờ các hoạt động của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai, thị trường bán lẻ ở vùng nông thôn những năm gần đây đã có sự phát triển, mở rộng với đa dạng các loại hình. Hệ thống thương mại cửa hàng bán lẻ đã phát triển tới các vùng nông thôn. Thị trường nông thôn rộng lớn nhưng hệ thống bán lẻ hiện đại chưa vươn tới. Sức tiêu thụ khó nên chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp. Hiện nay, kênh thương mại truyền thống gồm hệ thống chợ nông thôn với hơn 1,1 triệu cửa hàng tạp hóa trải rộng khắp nước. Việc đưa sản phẩm đến từng cửa hàng để thúc đẩy doanh số bán hàng đã không còn là bài toán khó đối với nhà sản xuất. Thêm vào đó, những ảnh hưởng từ cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã giúp người dân nông thôn tiếp cận tốt, gần hơn với các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì trong thời gian qua tỉnh cũng đã rất là quan tâm. Công việc này là giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh là chủ trì, Sở Công Thương là đơn vị phối hợp trong này và cùng với nhiều các đơn vị khác nữa, ví dụ như là Cục Quản lý Thị trường của tỉnh, thì chúng tôi cũng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá các sản phẩm của người Việt, có kể cả việc mà tổ chức các điểm bán hàng năm bằng cái chương trình nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, thì tỉnh cũng đã triển khai nhiều đợt mang đưa hàng Việt về nông thôn, nhất là các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, để người dân có điều kiện là được mua những sản phẩm thiết yếu, những mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho đời sống của người dân. Giới thiệu sản phẩm hàng người Việt Nam, ưu tiêu dùng hàng Việt Nam thì trung tâm đều qua các cái việc tham gia các cái sự kiện đều gắn với việc ưu tiên người sản phẩm người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt là trung tâm cũng tổ chức một số cái hội chợ đăng ký tại các cái huyện vùng sâu vùng xa. Và đơn cử đang dự kiến là tổ chức tại huyện Di Linh và một số địa phương khác để mà đưa xây một số gian hàng của hợp tác xã trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia đưa cái sản phẩm của người Việt Nam dùng Việt Nam đến các cái hội chợ, đưa cái sản phẩm của địa phương, kể cả đến các địa phương trong tỉnh của tỉnh, nhất là cái vùng sâu vùng xa, để họ người nông dân, người dân vùng sâu vùng xa họ biết sản phẩm của mình để tiêu thụ và lan để mà hỗ trợ cho phát triển và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận ngay thì sản phẩm tại địa phương. Theo đánh giá của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, đến nay người dân ở các vùng nông thôn đã khá quen thuộc với các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu Việt. Các doanh nghiệp sản xuất đã chú ý hơn về công tác hậu mãi và đưa thông tin sản phẩm đầy đủ để người tiêu dùng hiểu hơn về sản phẩm khi chọn mua. Vì vậy, sức mua của thị trường này luôn có sự tăng trưởng.
Tuy nhiên, để chinh phục thị trường nông thôn, nhà sản xuất cần đầu tư hơn cho mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp thị hiếu người tiêu dùng khu vực này.